5 năm trước, anh Lê Quốc Toàn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là người thực hiện bộ sưu tập túi sách tái chế từ bao mì gói đầu tiên và nhiều nhất. Ý tưởng này còn được điểm cộng trong việc bảo vệ môi trường, tái sử dụng sản phẩm tưởng chừng bỏ đi. Anh bắt đầu đi thu gom bao mì gói để thực hiện ý tưởng này. Cái mục đích ban đầu là cái này làm là thứ nhất là còn giáo dục học sinh để nó mấy bé nó ý thức ví dụ nó bảo vệ từ trong lớp học nè, rồi mọi thứ xung quanh, hoặc là những cái gì mình tái sử dụng lại được thì mình cứ sử dụng. Nói chung là có nhiều lắm, có người thì ủng hộ, có người thì nói mình không bình thường, đi lụm gác rồi lại làm gì được cái gì thì nói chung người ta không có nói với mình, nhưng mà người ta cũng qua một cái trung gian thì kệ, ý tưởng của mình chỉ có mình biết. Để có thành phẩm này phải qua nhiều công đoạn như lên ý tưởng, phối màu, cắt, xe và đan theo kích thước. Trong đó công đoạn xe từng mảnh bao bì thành cộng đòi hỏi sự khéo léo như thế mới kết nối vừa dặn, đảm bảo kích thước khi thành phẩm. Đan xong thì may phần trục túi, trang trí thêm cườm, qua văn cho thời trang. Thời gian để hoàn thành một chiếc túi nhỏ nhất phải mất 2 ngày. Riêng sản phẩm đầu tiên được thầy hoàn thành trong 2 tuần. Với hơn 500 giỏ mì tôm. Tức là khi ban đầu mình tại vì mỗi một cái như vậy đó mình bỏ công sức rất là nhiều. Nhiều lắm. Từ chắc xám rồi từ từng chi tiết một, nói chung trên sản phẩm toàn mỗi một cái chi tiết đều được chú ý hết, không bỏ một chi tiết nào hết. Nên ra sản phẩm mình nó hoàn thiện lắm. Sắc nét trên từng chi tiết. Đến nay, bộ sưu tập của anh Toàn lên đến khoảng 100 chiếc túi sách với đủ kích thước kiểu dáng. Các sản phẩm này dù ra đời nhiều năm nhưng vẫn còn nguyên dạng, không bị xuống màu. Thưa quý vị, một quyển sách và một tách trà là sự kết hợp hoàn hảo để thư giãn. Cũng từ sở thích uống trà và đọc sách của mình, anh Trương Minh Đông Hân ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ kết hợp xây dựng mô hình trà nóng và không gian đọc sách thu hút nhiều bạn trẻ. Kệ sách nằm trong lòng quán cà phê đầy có hơn 700 quyển với nhiều thể loại như văn học, lịch sử, tôn giáo. Gần một năm qua, mô hình kinh doanh quán kết hợp này của anh Trương Minh Đông Hân được nhiều người tìm đến. Để có số lượng sách như hiện nay, anh Hân phải sưu tầm trong 10 năm. Dành nhiều thời gian mình lên Sài Gòn, ra Hà Nội, mình đi tìm ở những cái cô chú mà bán sách cũ mà cũng uy tín lâu năm á, thì mình mới sưu tầm về. Ở một chuyến như vậy thì mình tải về một mớ, rồi bắt đầu về đây mình sàng lọc lại, mình chọn lọc, mình phân loại ra theo từng nhóm. Thì khi mình mua thì nó cũng sẽ có nhiều loại trong đó, nó mình phân loại lại để lên kệ sách nó được chỉnh chu nhất và nó chia chủ đề ra, các bạn có thể tiếp cận dễ hơn. Khi đến đây, khách hàng tự tay lựa chọn quyển sách mình yêu thích, chọn một chỗ ngồi lý tưởng để đọc. Với không gian khá yên tĩnh, đây còn là nơi được nhiều nhóm bạn trẻ chọn để sinh hoạt học tập, trao đổi tình yêu sách với nhau vào dịp rảnh rỗi.